Xin chào quý anh chị, em là Tuấn, chuyên viên chăm sóc khách hàng tại Volkswagen Bình Dương. Hôm nay Tuấn xin giới thiệu đến với anh chị mẫu xe Teramon 2023 đang có hàng sẵn tại showroom. Có sẵn tại showroom, anh chị có thể tha hồ lựa mẫu, lựa màu mà anh chị yêu thích. Cũng có thể anh chị đến showroom, Tuấn sẽ phục vụ anh chị cách tốt hơn. Hoặc anh chị có nhu cầu, bên Tuấn vẫn có thể mang xe đến tận nhà để phục vụ cho anh chị lái thử và trải nghiệm xe ngay tại nhà của anh chị. Tuấn làm video ngày hôm nay là để chia sẻ và giải đáp một số thắc mắc của một số anh chị về dòng xe Teramon 2023 này. Xe có sẵn tại showroom. Khi anh chị có nhu cầu muốn xem xe, trải nghiệm xe, anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Tuấn để Tuấn đặt lịch phục vụ anh chị một cách tốt nhất. Quay lại với chủ đề của video ngày hôm nay, Tuấn xin chia sẻ với quý anh chị về cái một cái cảm nhận, một cái trải nghiệm mà khách hàng sau khi lái thử xe Teramon 2023 tại showroom thì khách hàng đều có cùng một câu nói về cái cảm nhận và cái trải nghiệm sau khi lái xe là xe này đầm chắc hơn xe anh đang đi. Đó là một cái cảm nhận chung của và một cái câu nói hầu như hết 99% Tuấn thấy khách hàng sau khi lái thử xe Teramon 2023 đều nói như vậy. Đó là lý do tại vì sao hôm nay Tuấn chia sẻ cái video clip này để cụ thể hơn cho anh chị thấy có cái nhìn rõ hơn về Teramon 2023. Vậy hôm nay chúng ta cùng xem xe Teramon 2023 có những điểm gì nha. Teramon 2023 với thiết kế mới, năng động, kiểu dáng SUV đặc trưng, mạnh mẽ, hiện đại. Teramon 2023 với thiết kế 2G dập nổi trên nắp capo thể hiện sự mạnh mẽ của một mẫu SUV cỡ lớn. Hệ thống đèn LED IQ LED có khả năng mở rộng góc sáng khi vào cua và thời tiết xấu. Lưới tản nhiệt và hành trang trí được mạ rơm thể hiện sự tinh tế. Teramon 2023 với thiết kế hai dập nổi dọc thân xe thể hiện sự mạnh mẽ. Giá nóc thể thao thích hợp cho những chuyến đi xa dài ngày. Khoảng sáng gầm 235 mm kết hợp với bộ mâm 20 inch và được tặng kèm bu lông chống trộm. Về phần động cơ, chúng ta có sự kết hợp tuyệt vời giữa hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian, biến thiên thông minh 4Motion. Công nghệ PSI và hộp số tự động 8 cấp mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ trên mọi địa hình. Teramon 2023 với khối động cơ 2.0 PSI turbo tăng áp và hệ thống phun nhiên liệu kép giúp tối ưu hóa khả năng nạp nhiên liệu. Động cơ với độ tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 7,5 lít cho đường hỗn hợp. Chúng ta có những chức năng như sau: chạy tuyết, chạy đường trường, đồi núi và đồi núi năng cao. Tự động máy lạnh 3 vùng độc lập. Đây là chức năng ambient light đèn chiếu sáng, hỗ trợ trên xe đổi màu, mang lại cảm giác lái trải nghiệm thú vị vào ban đêm. Chức năng cửa sổ trời panorama mang lại những trải nghiệm thú vị vào buổi tối cho gia đình. Qua video này, anh chị cũng thấy được những tiện ích mà xe Teramon 2023 mang lại cho gia đình mình. Quý anh chị muốn trải nghiệm xe Volkswagen Teramon 2023 nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, có thể liên hệ trực tiếp với Tuấn theo số hotline bên dưới. Anh chị cũng có thể liên hệ với Tuấn để trải nghiệm xe trực tiếp tại nhà.
Xin cảm ơn anh chị đã xem video và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo trên kênh Lê Tuấn Volkswagen. Nếu cảm thấy video hay, anh chị vui lòng like và đăng ký kênh để xem được nhiều video hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.